đối với những cái trường hợp thông thường thì chúng ta có thể cần từ cái khoảng dưới 4.000 thôi. Tuy nhiên là đối với những cái đối tượng mà đã xuất hiện cái dấu hiệu lão hóa rồi thì chúng ta sẽ phải cần các hàm lượng cao hơn để mà có thể giúp giảm bớt các cái dấu hiệu lão hóa như da nhăn, chùng nhão, chảy xệ vân vân. Chính vì vậy và với một cái hàm lượng trên 6.000 thậm chí là tới 7.000, đây là một cái hàm lượng rất là phù hợp cho các cái đối tượng này. Và với các dạng thủy phân, có nghĩa là với cái dạng mà collagen đã được thủy phân thành các cái acid amin thì sẽ giúp cho cái độ hấp thu qua đường ruột của các cái loại này nó đạt tới cái mức tối đa và không bị đào thải bớt ra bên ngoài. Và chính vì vậy mà sẽ giúp tái tạo lại các cái sợi collagen mới với một cái tỷ lệ cao nhất có thể, giúp cho cái làn da nó sẽ làm giảm các cái nếp nhăn, trở nên trơn láng, đồng đều màu, cũng như là giảm các cái triệu chứng về chảy xệ da nhiều hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.